Để tìm hiểu về chuyển đổi thể của chất, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ, chúng ta cần có một kiềng đun, một lưới tản nhiệt, đèn cồn, bật lửa, đũa thủy tinh, bát sứ có đựng nến đã được bào nhỏ. Bây giờ các em hãy quan sát trạng thái của nến trước khi đun. Cô sẽ đặt bát sứ có đựng nến lên trên kiềng đun. Sau đó chúng ta sẽ bật lửa đèn cồn. Hơ nóng đều đáy của bát sứ. Cố định ngọn lửa đèn cồn ở phía đáy của bát sứ. Các em hãy quan sát trạng thái của nến trong quá trình được đun. Khi nến được chuyển trạng thái hoàn toàn, cô sẽ dừng đun. Các em hãy quan sát trạng thái của nến sau khi đun. Bây giờ, cô sẽ để nến sau khi đun một thời gian. Sau khi nến được để nguội, các em hãy quan sát tiếp trạng thái của nến sau khi được để nguội. Cô sẽ dùng đũa thủy tinh để vẩy nhẹ. Các em hãy nêu cho cô nhận xét về trạng thái của nến trước khi đun, trong quá trình đun nóng và sau khi đun nóng, nến được để nguội.